Xin chào các bạn, bây giờ là 7 giờ chiều thứ Sáu nha các bạn. Đó, thì trời đang mưa nhưng mà mình cũng ra mình quay xem thử có những trái dâu nào không thì mình hái để cho các bạn xem, chứ mấy ngày hôm nay các bạn cứ yêu cầu quay những thùng dâu đi, dù không có trái cũng được, quay đi, nhớ lắm rồi. Bây giờ mình phải quay thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Hoa thôi. Đây hoa, đây ra trái non nữa nè. Đó, để tìm xem có trái nào không. Bây giờ mà tìm có trái chắc vui lắm đó. Đó, lúc đó thì thiệt nhiều trái, lúc thì ít trái. Bây giờ là cuối mùa rồi nè, chỉ đang ra trái non thôi ha. Đó, cái trái này mới dễ thương nè. Đó, nhìn ngon chưa? Đó, ít bữa nữa, chắc mấy bữa nữa mới chín đó, chừng 5-6 bữa nữa mới chín. Wow, cũng có một trái nè. Wow, không ngờ nha, đi ra mốt dâu tưởng không có trái nào chứ có một trái, bỏ vô đây luôn. Đó, chắc cũng hơn 1 tuần hay 2 tuần gì đó rồi mình chưa hái dâu ha. Hôm nay hái dâu dưới cơn mưa nha các bạn. Mưa không biết có mấy quay phim có ướt có hư không nữa, thì cứ hái đại vậy đi ha. Rồi thùng thứ nhất không có ha, mình tìm rồi. Thùng thứ hai đã có được có một trái, mình tìm thêm thử có trái nào. Oh, đã chưa các bạn, búi ra một cái là thấy một trái như thế này thì hái thiệt là thích nè. Tưởng đâu là không còn nữa mà ra nữa nè, ngon chưa? Còn không có bị con gì cạp nữa chứ, tưởng con gì nó cạp thì buồn hết sức ha. Có được một trái hái luôn, đã quá các bạn ơi. Đó, nhìn cái trái ngon chưa các bạn, dày cũng ok ha, đi mốt mà có là thích rồi. Còn nữa không nè, này có trái hươm hươm ha. Thùng thứ hai ok ha. Còn nữa không ta? Nè các bạn, có một mớ trái ở đây, ít bữa nữa nó lớn lên rồi nó đỏ lên, bui về một cái thấy đã lắm nha. Ok, xong thùng thứ hai, thùng thứ nhất đã xong. Qua thùng thứ ba xem có trái nào không. Thùng thứ ba ơi, lâu lắm rồi không có cảm giác hái dâu, chắc cũng lâu rồi ha. Mình không biết 2 tuần hay 1 tuần gì đó rồi, mà mình cảm thấy các bạn nhắc mình cũng thấy nôn nao quá, phải ra tìm xem có trái nào để hái cho các bạn xem. Đó, wow, thùng thứ ba không có trái nào, chỉ có hoa thôi các bạn ơi. Để coi cái chùm hoa ở đây nó như thế nào, chỉ vậy thôi à ha, hết rồi. Đó, rồi thùng thứ tư, từ nãy giờ đi có được 2 trái thôi đó các bạn, để đỡ cái dĩa qua đây ha. Thùng thứ tư có trái không? Hello, thùng thứ tư mong cho có một trái đi ha ha. Toàn là trái non đang ra thôi các bạn ơi. Bây giờ tìm mới vui này. Đó, có trái nào? Wow, đã thiệt nè các bạn ơi, nó chín đỏ, nó nằm ở đây mà từ nãy đến giờ đi 5, 10, 15, 20, 25, 30 tìm được một trái, thiệt ngon ha. Đó, trốn tìm hả? Tìm được rồi, bỏ vô dĩa thôi. Đó, các bạn thấy hấp dẫn chưa nè? Tuy là ít được có 3 trái thôi mà nhìn cũng đẹp mắt quá hả? Còn nữa không? Còn nữa không các bạn ơi? Lá khô nè. Đó, mấy cái trái này ít bữa nữa chín nè. Trái này hươm hái không ta? Hả? Hái ha, hái cái này đi. Nhìn trái này lâu lắm rồi chưa được ăn cái trái hươm này. Cái hươm này chấm muối ăn hết sảy luôn nè. Đó, ngon chưa? Các bạn thấy sáng sáng không? Thấy cái dĩa có chỗ sáng không? Mình đang đeo cái đèn pin đó các bạn. Đây, cái đèn pin đây. Đó, đeo để rõ chứ không thôi mình ra trễ quá, trời tối mà. Hay chưa các bạn? Bữa này đi hái trái cây toàn là ban đêm không. Tại vì các bạn cũng biết rồi đó, tới chiều thì mình mới rảnh được. Cho nên ra hái mùa hè ok ha. Còn mùa đông á, thì chiều lại nó tối. Đó, mình phải hỗ trợ thêm cái đèn pin. Ok, tiếp tục. Máy bay ở đâu dữ vậy nè. À, các bạn thấy trời âm u chưa? Máy bay nó chạy đâu rồi? À, tối mờ Tú mệt rồi. Ngày thường lúc 7 giờ chiều mùa hè đó là thấy còn mặt trời sáng lắm. Rồi thùng thứ tư như vậy đã được rồi đó các bạn. Rồi cái thùng này là thùng dâu bạch tuyết đó các bạn. Nó đâu có trái gì đâu đó. Nó cứ vậy thôi à. Năm ra trái được có lần rồi nó nghỉ hưu luôn, chắc năm sau đó mới trở lại nghề nghiệp ra trái dâu bạch tuyết. Còn bây giờ cái này là dâu purple berry, nó chịu lạnh lạnh chút xíu cái là nó ra hoa ra trái quá chừng này. Các bạn thấy ra trái không? Đó, purple berry tự nhiên bây giờ ra trái quá chừng luôn nè nè nè. Nát trái luôn các bạn ơi. Purple berry thì hương vị rất là thơm nhưng mà trái thì nhỏ. Ha. Bông, trái bông quá chừng. Đó đó, bông lý tím nhỏ nhỏ ở dưới ra nhiều lắm á. Xem có trái nào chín không. Nè, nhìn cái chùm trái của dâu bubble berry này các bạn. Nhìn cũng cưng quá ha. Đó, nó chín là nhỏ tí như vậy thôi. Nhỏ chút xíu vậy mà lúc mình mua thì nó khoe cái hình cho bự ra. Hay là mình trồng nó không bự, không biết nữa. Thôi thì như vậy thôi à. Còn nữa không? Thùng thứ 7 và thùng thứ 8 ha. Đó, cũng hái được mấy trái dâu. Ok. Wow 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 wow. Mới thấy đỏ này các bạn. Đó. Nó núp nó nhìn mình đó. Không đọc được email của các bạn yêu cầu mình ra hái dâu dù có ít một trái cũng được, thì núp ở trong nhà thì mấy cái trái này sẽ bị mấy con sóc nó lên nó hái hết nha các bạn. Bây giờ mùa lạnh á, sóc không biết ở đâu nó về đông lắm các bạn ơi. Cây cà chua của mình nó gặm hết trơn mấy cái trái xanh luôn. Wow, nhìn đẹp quá các bạn ha, hấp dẫn thiệt đó. Ngon quá chừng, đi mốt dâu mà được một cặp như thế này thì tuyệt vời rồi. Hái một trái. Trái này quá đẹp ha. Đỏ tươi luôn. Cái màu này mà đánh lên môi son chắc đẹp lắm đó các bạn. Bữa nào lấy dâu làm môi son đánh thử ha. Đó, ngon quá. Đèn pin đâu? Gọi đèn pin vô coi nè. Đó, thấy không các bạn? Đó. Đèn pin đây, hỗ trợ. Đây nữa. Thấy chưa? Bên này nữa. Wow, đẹp quá hả? Phải có đèn pin. Mấy bữa có mặt trời, bây giờ có đèn pin. Đó, đèn pin giúp đỡ mấy trái dâu tỏa sáng nè. Còn nữa không? Để mình đeo đèn pin vô đầu cái đã, rồi quay tiếp. Ok ha. Còn nữa không ta? La đã chưa các bạn ơi. Đây nè, tưởng đâu không có gì. Thiệt là vui. Trời ơi, cái trái nhìn thương chưa nè. Hôm nay lại đặc biệt, mấy con sâu nó lại đi ngủ, không có tới phiên nó ăn cái trái này, cho nên mình được ăn các bạn ơi. Nhìn cái trái thấy tuyệt vời chưa nè. Một trái nha. Có rõ không ta? Rõ không? Đó. Đèn pin đâu? Rọi vô. Wow, lấp lánh nha. Đẹp chưa các bạn? Trái quá ngon ha. Tiếp tục. Còn đâu nữa? Nãy mình thấy có trái hươm mà. Trái hươm. Nè. Rõ chưa ta? Đó, trái hươm này hái luôn đi. Hay để lại ta? Để lại mình sợ mình quên. Hái luôn. Quên là mấy con sau nó tới, nó nhớ, nó tới nó lấy. Ôi trời ơi, mình phải hái tranh thủ thôi các bạn ơi. Đó, tới giờ máy bay lại lượt qua đây nữa rồi. Ồn quá. Còn nữa không đây? Cái cây này nó hơi khô ha. Hôm nay lại thấy trời lạnh quá, trốn trong nhà quên tưới nước cho cây dâu nè. Thôi hết rồi đó. Để đây nè, đây có chùm nè, ít bữa sẽ chín nha. Đó, nhìn đẹp chưa? Hoa nè. Đó, trời sắp tối rồi mà hoa nở còn tươi quá chừng luôn ha. Đó, mấy cây rừng này nữa. Đây. Thùng thứ 9, thùng thứ 8 hay thùng thứ 9, thùng thứ 8. Có gì đâu, nhìn tốt lên nè các bạn. cái gốc của nó này. Ồ, gốc nào gốc nấy bự ha. Mà không biết có trái không nữa, xem thử sao. Bỏ cái đèn pin đây đi. Còn nữa không? Bên này có trái nữa không ta? Hả? Không có các bạn ơi. Thùng thứ 8 không có trái nào. Uổng quá à. Không có. Không có các bạn ơi. Vậy ha. Đó. Mấy thùng dâu đây. Tất cả là 8 thùng dâu. Hái được chừng này nè các bạn. Bây giờ mình đi qua thùng dâu triệu view. Mình xem có trái nào thì mình sẽ hái tiếp, bỏ vô trong cái dĩa này. Cũng ok ha. Rồi đã tới thùng dâu triệu view rồi các bạn ơi. Không biết đủ ánh sáng để mà quay không nữa. Nhìn mấy trái dâu cưng hết sức luôn. Để đây ha. Đó. Xem dâu triệu view ơi, hôm nay có trái nào không vậy? Ra trái này các bạn. Đang ra trái non nè. Đó. Thì ra trái thôi, ra hoa thôi. Ô, có một trái bên này nè. Đó, lấy nha. Trái này ok không? Cũng ngon lắm chứ bộ. Hái nha. Cái trái ngộ quá, lạ lạ đấy ha. Hái. Wow, tuyệt vời. Hôm nay 2, 4, 6, 8, 9. Được 9 trái. Còn nữa không ta? Các bạn thấy nè, dâu đang ra bông đó. Đó là, mình nói là tới cuối tháng 10 hay tháng 11 gì, ở đầu tháng 11 nó ra nhiều trái lắm. Đợt này là đang nghỉ để ra bông. Để xem có trái không. Đây, có trái tí nị ở dưới này nè. Đó, nhỏ. Kinh ha. Đó, một dâu thôi. Còn nữa không? Toàn là trái non thôi các bạn. Đó. Ủa, bị con gì nó cắn rồi đây nè. Đó, mình không ra hái là cắn rồi, để dưới đó đi cho nó vô nó ăn. Hết rồi các bạn ơi. Có trái tí ti nè. Ok luôn. Rồi. Đó, đi mốt dâu đó. Theo yêu cầu của các bạn thì mốt 9 thùng dâu đã được chừng này trái ha. Cũng dễ thương quá chừng. Đi qua cây Việt Quốc xem còn thấy đường để mà hái không. Chắc đèn pin hái. Ok. Bữa nay có cái đèn hỗ trợ mình. Nãy như mình để cái đèn đây nè. Đó, cây Việt Quốc hôm nay nè các bạn. Có đèn pin ha, ok. Wow, chín nhiều thiệt là nhiều các bạn ơi. Mình tưởng đâu chưa chín chứ. Wow, ở dưới đất tội nghiệp chưa, nó rụng một mớ luôn nè các bạn. Coi nè, nó rụng nè, cũng chưa. Mấy ngày lại lười biếng không ra hái trái cây, bị rụng hết trơn rồi, uổng quá. Hôm nay sẽ hái hết nha, có đèn pin rồi, không có sợ trời tối nữa. Hái thôi, biết các bạn có thấy rõ không nữa. Hả? Ok ha. Đi hái trái cây ban đêm luôn. Trời cũng chưa có tối hẳn các bạn. Mới tờ mờ thôi. Tại do mình quen mùa hè đó. Mùa hè được sáng biết quen rồi. Bây giờ tới mùa đông cũng ra giờ này thì không còn ánh sáng nữa. Hả? Thấy rõ không các bạn? Được mấy trái nữa. Bỏ vô dĩa. Wow. Không ngờ, tưởng đâu dâu sẽ không còn trái nào các bạn. Nhưng mà ra cũng, dâu thương mình quá ha. Ra cũng đón chào mình được bao nhiêu trái đó. Rồi còn nữa không? Đây, thấy còn ok thôi, khỏi rẹo đèn pin ha. Rẹo đèn pin nó chói quá. Đó, trái đã chưa. Đợt này chín nhiều, dễ sợ luôn á. Nè, các bạn thấy nguyên cây nè. Đó. Đó, bên hông nè. Nhiều quá ha. Đó, hái xong đợt này là mình sẽ bứng hết mấy cây Việt Quốc này để mình đưa ra cái chỗ có ánh sáng. Ở trong cái vách đá này là nó che tối, sang năm nó sẽ không có trái nhiều đâu. Thì sẽ trộn phân lại ha. Hái xong cái đợt này cái đã. Trái nào trái nấy hôm nay chín mùi, chín như vậy ăn sẽ ngọt lắm đây các bạn ơi. Nhìn đã quá chừng à. Đó. Trái hườm mình cũng hái luôn. Trái hườm thì ăn chua. Ok. Đó. Ngon chưa? Hôm nay lại được hái Việt Quất nữa nè. Đó. Thêm 1-2 lần nữa là mình không được hái trái cây nữa rồi. Tới mùa đông rồi đó các bạn. 1-2 đợt nữa thôi là xong. Phải ngủ đông, mấy cái cây này nó ngủ. Ngủ đông cũng rất quan trọng cho những cái cây này. Cần phải bao nhiêu giờ lạnh thì những cái cây này nó mới cho mình hoa. Còn ít lạnh thì cây này nó lại ít hoa. Ít hoa thì sẽ ít trái. Đó. Mấy cây xứ lạnh mà. Mùa đông là mùa để phát triển cái bộ rễ ở dưới. Đúng. Để chuẩn bị sức cho mùa xuân nở hoa. Quá chừng đẹp ha. Đó, nhìn cái trái thấy thương ghê luôn đó. Hôm nay không có sợ gì nữa hết. Đeo đèn pin rồi các bạn ơi. Có gì mờ là mình pin lên, mình rọi lên, mình hái. Đó, lần sau sẽ đem một cái đèn bự ra đây, tỏa sáng ra đây, mình tha hồ mà hái ha. Rọi xuống dưới này, xem có cái nào được hái không. Đó, mấy cái trái này là mình hái được hết rồi. Hái luôn. Wow. Đợt này chín múp tròn luôn ha. Đó, nhưng mà vẫn còn mấy trái xanh nè. Ngon chưa, ngon chưa. Vô đây ha. Đó, bỏ lên đây vẫn còn ánh sáng nè. Đẹp quá. Trái cây hôm nay thiệt là tươi đó. Trời mưa xuống là nhìn trái cây nó no tròn ha các bạn. Đó. Cây cối nó thích mưa hay sao á. Mình tưới nước nhà vẫn không bằng mưa nha các bạn. Mỗi lần mưa xuống là trái bầu hay trái bí hay trái dâu gì nó lớn nhanh lắm. Nó lớn mà nó căng lên nó đẹp lắm. Nhìn ngon chưa các bạn. Hái nè. Còn nữa không? Đây nè. Trái nào trái nấy cũng thiệt là xinh ha. Xinh như bông hoa của cây Việt Quất nè. Hoa của nó ít bữa mùa xuân mình sẽ quay rõ hơn cho các bạn xem cái hoa. Đẹp, thiệt là đẹp. Trắng, đẹp lắm. Ok ha. Vui quá à. Hôm nay lại được hái trái cây trở lại rồi. Mình không hái thì mình cũng nhớ thiệt á. Thiệt. Công nhận mấy cái cây này. Đâu rồi. Lo hái làm bạn với mấy cây này đi. Chứ mùa đông lại hết làm bạn được rồi. Mùa đông lại ngủ đông rồi. Đó, không thấy đường các bạn ơi. Dưới này phải rọi đèn pin nè. Xem có thấy rõ chưa. Ok, giờ rõ rồi đó. Thấy chưa. Dưới tối quá phải rọi đèn pin. Pin vô. Đây nữa. Còn trái nào nữa không? Đây. Ok. Mùa đông đi hái trái cây tối thui. Đưa lên trên này là sáng này các bạn. Ở dưới này tại cái vách đá nó che cho nên nó tối. Còn nữa không? Đây. Cái chùm này hái ok ha. Ok không? Đó, rớt một trái rồi. Hái lại. Cái trái này hái em nhớ hái cà phê quá các bạn. Hồi xưa mình 7-8 tuổi á. Mình cũng được hái vài lần cà phê. Lúc đó với gia đình của mình, ba của mình trồng cà phê đó. Sau này tự nhiên cái bán rẫy hết trồng. Hồi xưa thích cây cối lắm mà gia đình sao không chịu trồng tiếp không biết nữa. Đó. Còn nữa không? Wow, ở dưới này nè. Kiếm chỗ ngồi xuống nè. Ok. Đó. Trái này bị gì vậy ta? Trái này nó bị chín quá mình không ra hái, nó khô rồi đây nè các bạn. Ba cái trái này là khô rồi đây nè. Đó, đụng vô cái rớt nè. Ok, hái đại luôn đi. Ăn được thì ăn. Đó, một mớ rớt nè. Uổng chưa. Đó, ở trong cái vách này mấy cái con sóc nó không thấy, nó thấy nó vô nó ăn hết rồi các bạn ơi. Đó, mình rọi đèn pin cho các bạn thấy nè. Ra chậm trễ là dưới đó hết trơn, còn cái chùm xác ở dưới gốc này. Xem có trái chín không. Nó rụng tùm lum hết trơn, uổng chưa. Đó. Trong này có một trái nè, núp này, hái luôn. Ở đây nữa. Đó, nhờ đèn pin chưa, không có đèn pin làm sao mà thấy cái trái này được. Đó, hết rồi. Mấy trái rồi, trái này nãy mới rụng nè, cầm vô. Đây còn trái nè, hái. Nó kẹt ở trong này nè, ở trong này nè. Hôm nay vui ha, giống như là rọi đèn pin đi bắt ếch vậy. Trên này nữa. Ngon quá nè. Đó, từ nãy giờ cũng được một mớ luôn nè các bạn. Hôm nay được mùa chứ bộ nè. Đó, các bạn có thấy rõ chưa? Ok, đã quá ha. Nhìn giống hột xoàn kim cương chứ không phải trái cây nữa. Quý quá mà. Quý thì tưởng tượng vậy thôi. Tiếp tục hái. Đã hái xong trái cây rồi, bây giờ mình bưng dĩa trái cây đi thăm những cây mâm xôi nè. Cây mâm xôi đỏ bây giờ ra nhánh rất là nhiều. Thì mùa xuân tới đây sẽ ra hoa nhiều lắm nha. Tha hồ mà mình hái trái mâm xôi này rất là ngọt. Thì qua bên này là trái sung. Wow, hôm nay có một trái sung chín dễ thương cực kỳ luôn, nhưng mà không dám hái. Đợi 2 ngày nữa nó chín mềm, nó chín màu đậm hơn mình sẽ hái ăn. Tuyệt vời lắm, đợt trước hái giống như vậy ăn đã ngon rồi. Hy vọng chín hơn sẽ ngon hơn nữa nha. Đó, nhìn dĩa trái cây thấy thương chưa. Ở trên là mấy trái táo mình chừa lại để cho tuyết rơi, phủ tuyết xuống mình hái mình ăn đó. Mà bây giờ cái màu nó lại đỏ đậm lên các bạn ha. Nếu mà mình để táo bữa trước tới bây giờ là cái màu nó sẽ đẹp giống dày rồi. Sang năm sẽ kinh nghiệm hái vào ngày 21 tháng 9 đi ha. Thì táo cái màu nó sẽ đẹp thôi. Bây giờ vô nhà thôi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.